Thật sự là bác tính chia sẻ cái vụ kỳ trước và đề cập tới ngày 30 tháng 4 75 ấy. Vấn đề mà Trung Cộng rất không muốn quân Bắc Việt giải phóng miền Nam nên đã liên lạc với nhiều chức sắc Việt Nam để gợi ý kêu cứu đi thì Trung Quốc sẽ đem quân vào. Thưa anh thì cái vụ đó nó hiển nhiên là cái câu chuyện mà nhà cầm quyền Việt Nam đó tới đây thì mình phải kể công của Lê Duẩn, kể công của Lê Duẩn. Lê Duẩn lúc bấy giờ là đã nắm tất cả cái thời cơ rồi, đã nắm được thì là mình chiến đấu cũng mỏi mệt, phải không ạ? Và đây là cái dịp bằng vàng, không biết rằng thì là dịp bằng vàng. Nếu mà mình không nắm cơ hội này thì không biết bao giờ mới giải phóng được. Cho nên đó mới đánh thử ở một vài điểm Pleiku, Kon Tum rồi thế này thế kia đó. Và nhà cầm quyền Việt Nam rất là ngại cái tinh thần hiếu chiến của nước Mỹ. Nước Mỹ đó là nếu mà đánh để mà cái tổng thống, nếu tổng thống Mỹ hiếu chiến đó, tổng thống Mỹ và gì đó thì họ sẽ nhân danh để bảo vệ cái quyền lợi của người Mỹ đương bị xâm phạm tại Việt Nam thì họ có thể họ nhảy vào, họ can thiệp, họ mang quân lại. Do đó nó giống như là cái vụ 11 tháng 11 đó, năm 60 đó, ông Diệm mà cái cuộc đảo chánh đó đó là rồi thì là Trần Thiện Khiêm mới về cứu ông Diệm vân vân đó. Thì nhà cầm quyền Việt Nam nhắm rất đã có nhiều thăm dò mà không biết rằng thì là Mỹ họ có liệu họ có quay lại Việt Nam không, nhưng mà cái quyết định cuối cùng là chúng ta phải giải phóng toàn thể đất nước. Mày nhìn thấy rằng với Geneva và năm 54 thì nhìn vấn đề nó giản dị thôi. Năm 54 thì Đảng Cộng sản Việt Nam hay là Hồ Chí Minh đã giải phóng được một nửa đất nước từ vĩ tuyến, vào ạ, từ miền Bắc vào tới vĩ tuyến 17, rồi thì là tới 30 tháng 4 thì giải phóng toàn thể đất nước, nửa đất nước còn lại. Nó giản dị có thế đấy, nhưng mà trên con đường đó thì bao chông gai, bao nhiêu cái thù trong giặc ngoài. Mình nhìn thấy là Trần Văn Bá rồi tất cả những các cái thứ gì đó, rồi thì là Võ Đại Tôn, những các cái âm mưu nó nhiều lắm ạ. Mà mình chỉ thấy là Hoàng Cơ Minh cơ biết thế thì nhà cầm quyền Việt Nam thấy rằng thì là đây là một cái cơ hội bằng vàng. Ban nãy anh có nhắc lại rằng thì là cái có những các cái luật sư Đỗ Đức Hậu thì và một vài người nữa kể cho tôi rằng thì là cái lúc bây giờ là tự dưng thấy có gần tư thì có người gọi điện thoại, gọi điện thoại và nói rằng thì là nếu các ông nhân danh Việt Nam Cộng Hòa các ông kêu cứu thì Trung Quốc sẽ mang đại quân vào. Đấy là gần gần 30 tháng 4 đó. Còn trước đó nữa thì mình nhìn thấy rằng thì là Trung Quốc nó đã xui Pol Pot để mà đánh về cái sườn phía tây của Việt Nam. Đấy đấy, À đấy đấy. nó có âm mưu rồi đấy. Vâng, âm mưu, không bao giờ người Trung Quốc nó muốn mình thống nhất đất nước. Đúng. Cái vai trò của người Trung Quốc nó lớn lắm. Lớn cho tới bây giờ. Lớn cho tới Đấy. bây giờ. Ông Trump mới đọc cái bài diễn văn ngày hôm kia, ngày hôm qua đấy, Vâng. bài diễn văn ông lên lên án cái Trung Quốc là một cái quốc gia rất là nguy hiểm cần phải đối phó. Theo tôi đó thì tất cả những các cái mà ông Trump nói hay là có những cái chiến hạm của Mỹ đi vào 12 hải lý đi vào cái vùng kia và vùng Dạ kia đó, vâng. không ạ? Đừng có nhìn rằng thì là người Mỹ bênh mình đâu. Dạ. Người Mỹ bênh quyền lợi của họ. Đúng Họ vậy. có vào trong đó, họ bây giờ có tuyên bố cái này cái kia chăng nữa thì cũng để hiểu rằng họ xí phần ở Biển Đông, Dạ. xí phần với Trung Quốc ở Biển Đông. Và may thay tình hình nó thay đổi,
Cho nên cái mà APEC Đà Nẵng đó, nó mới nhìn, nó mới là một cái nhìn chiến lược. Anh mới thấy rằng thì là Donald Trump tuyên bố ở Đà Nẵng, mà cái đó mình cũng không hiểu là trời xui đất khiến thế nào mà lại chọn cái Đà Nẵng để mà làm cái APEC. Mà cái APEC đó ngần đấy nguyên thủ quốc gia tới APEC Đà Nẵng. Và mình mới thấy rằng thì là Donald Trump, ông ấy nhìn thấy cái bàn cờ thế giới mới bây giờ đó, cho nên mới tuyên bố rằng thì là Đà Nẵng đây này, nó là cái trung tâm của một cái Ấn Độ Thái Bình Dương, chứ không còn là Thái Bình Dương nữa, không còn là APEC, không còn là TPP hay là NAFTA vân vân. Thành ra cái trung tâm này nó không phải rằng người Mỹ điều khiển được người Úc, không phải điều khiển được Bắc Hàn, không phải là điều khiển được người Nhật, nhưng mà cái bàn cờ thế giới các nước nó tự dưng họ sắp xếp lại theo quyền lợi của họ. Và may mắn thay, cái dân tộc Việt Nam nó lại ở đúng cái trung tâm quyền lực đó, trung tâm mà khỏi cầu cứu, người ta cũng tới để mà người ta bênh vực. Thành ra tôi cho rằng thì là hết cơn bĩ cực thì tới hồi Thái Lan, cái dân tộc mình có lẽ nó tới giai đoạn nó khổ nhiều quá rồi, nó từng trải nhiều quá rồi, do đến bây giờ nó mới là cái trung tâm của quyền lực. Mà cũng như chuyến trước mình nói rằng thì là Việt Nam nó từ động đình hồ nó chạy xuống mãi, nó thua người Hán, thua người Mông Cổ vân vân, nó chạy xuống tới bờ biển Thái Bình Dương thì hết đất chạy rồi, nó đứng lại. Mà không ngờ nơi này nó quyết định cái số phận, cái bàn cờ thế giới nó quyết định rằng nơi này nó quyết định cái số phận của Biển Đông. Và Việt Nam có một cái vai trò rất lớn ở Biển Đông. Mình nhìn thấy báo mới đăng là người Mỹ thì huấn luyện không quân Việt Nam mấy cái máy bay tiêm kích, và kể cả những cái máy bay mà để săn tàu ngầm. Tiêm kích nhà, máy bay săn tàu ngầm. Và một cái nữa thì là lại bàn giao những các cái tàu biên phòng. Về rồi đó, cái ba chiếc đầu tiên về. Vâng, thành từ ra. Từ Hawaii về. Vâng, thành ra thưa, tất nhiên là còn phải nhìn tới người Trung Quốc. Chừng nào mà anh Trung Quốc có một cái động thái nào hơi quá đáng thì chúng ta lại nhích thêm một chút xíu nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam bao giờ cũng vậy, bao giờ cũng nó đặt vấn đề. Trước khi đi Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cái gì, trước khi đi Mỹ bao giờ đi qua Trung Quốc, nói rằng thì là đây này, các ông mà quá đáng ở Biển Đông, các ông không tôn trọng cái độc lập của chúng tôi thì tức là các ông đẩy tôi về phía Mỹ đó. Thành ra đặt cái người Trung Cộng, cho nên người Trung Cộng vô cùng bực mình đối với Việt Nam. Và còn cái bọn chống cộng hải ngoại này hay là chống cộng trên thế giới này đó thì nó bắt đầu nó vu khoát, nó nói rằng thì là tự dưng nó mang ra một cái nghi ngờ nào là mật ước Thành Đô, mật ước Thành Đô, rồi thì là chúng ta tất cả những cái người trong nước là chúng ta chống Formosa, chúng ta chống cái dân đất dân biển cho tàu vân vân, cái mật ước Thành Đô. Thế nếu mà Cộng sản Việt Nam mà không cứng cựa thì tại sao mà Trung Cộng phải đánh 6 tỉnh biên giới? Phải không ạ? Đó, đúng rồi. Cả Tập Cận Bình nhắc tới Việt Nam là tức run lên, nói rằng thì là cái câu chuyện nó là như vậy. Vâng, thưa bác Cát Cường, là cái vấn đề đó, cái sự chọn lựa Đà Nẵng rất là một cái thái độ rất là khôn ngoan. Mà theo tôi nghĩ được đó là đó,
Đà Nẵng á, là nó gần trung tâm của Huế này, của Hội An này, của Mỹ Sơn. Và Đà Nẵng á, là một trong những cái thành phố đã được đưa ra trên bàn cái ban tổ chức, mà ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao là Bùi Thanh Sơn á. Ông Bùi Thanh Sơn là một trong ba cái thành viên mà gọi là chủ trì cho cái APEC 2017 đó. Thì cũng có nói chuyện là nó là một cái như Nha Trang này cũng là một cái chỗ được chọn lựa, nhưng mà Nha Trang mà đi ra Cam Ranh nữa đó, là cái bán bỉa, cái bờ biển Vân Phong bây giờ sẽ trở thành một cái hải cảng rất lớn về vấn đề không phải về về quân sự, mà nó là một cái kỹ nghệ về thương mại. Và bên cạnh Vân Phong bây giờ đó, là chúng tôi đi năm 2015 đó, có một cái khu mới, doanh trại mới tinh của Hải quân Việt Nam xây dựng ở trong đó. Bên cạnh đó là bên Cam Ranh, đó là chỗ mà cái tàu ngầm Kilo nó nằm ở trong đó. Chúng tôi xin vào trong đó mà không được. Thì cái lý do mà họ chọn á, thì trong